Hello anh em, thì hôm nay có một chủ đề rất là hay đó, chúng ta sẽ nói về VPS. Thì có khá nhiều anh em đã biết đến cái VPS rồi và cũng biết là cái ứng dụng của nó rất đặc biệt. Thì VPS ấy, nó giống như là một cái máy tính của chúng ta này, và nếu bạn nào đã sử dụng TeamView hoặc UltraView sẽ biết là nó giống như là chúng ta đang điều khiển một cái máy tính khác, nhưng mà nó sẽ nằm ở một cái server, ví dụ như ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Singapore gì đấy, ở nước ngoài, và nó sẽ giúp chúng ta liên tục. Thế là có sẽ có được, thứ là mạng rất là khỏe, cái thứ hai là cấu hình cao, cái thứ ba là chúng ta sẽ có được IP ở những cái quốc gia mà chúng ta đăng ký máy chủ ở đấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em, thứ nhất là về VPS là gì này, cái thứ hai là ứng dụng của nó như nào này, cái thứ ba làm sao để chúng ta đăng ký được một con VPS này, và cuối cùng là hiện tại thì bên cái hãng VPS này, mình hay gọi là Vũ Trụ đấy, hay là gọi là vũ trụ ấy, ngày xưa cứ gọi là vũ trụ ấy. Trước là tụi mình hay sử dụng cái này để đào coin. Thì gần đây thì mình sử dụng cái VPS để chúng ta có thể treo được hệ thống shop, hoặc là chúng ta đặt đơn ảo hoặc gì gì đấy, rất là nhiều nhiều ứng dụng. Nó như là một máy tính mới, là mỗi một lần mình tặng thì sẽ là một cái máy tính mới. Thì hiện tại bên này, hiện tại là Tết rồi, nó đang người tặng miễn phí 100 đô cho anh em là chúng ta sử dụng, thì chỉ cần nạp 10 đô vào thôi là chúng ta sẽ được có được ngay 100 đô. Thì hôm nay mình tiện thể thì mình sẽ giới thiệu anh em luôn nhân cái dịp này nhá. Thì việc đầu tiên là để có một con VPS này thì anh em bấm vào cái link mà mình đã đăng ở trên trên trang này, hoặc là lát nữa mình sẽ để dưới phần bình luận nhé, để dưới phần bình luận hoặc là mô tả gì đấy cho anh em. Thì anh em bấm vào là xong. Sau đó thì anh em điền thông tin của anh em vào đây, ví dụ như là đây là nó tạo tài khoản mới đấy nhá, nó rất yêu cầu rất là đơn giản thôi, đó là email và password, thế thôi. Thì sau đó thì chúng ta sẽ vào email chúng ta confirm. Nhớ nhé mọi người, vào email chúng ta confirm. Sau khi confirm xong thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là thanh toán. Thì chúng ta sẽ thanh toán, chỉ cần thanh toán 10 đô thôi là mình sẽ nhận được 100 đô miễn phí. Thì cái này có giới hạn, là nếu mà sau này anh em xem cái đến sau này anh em xem được cái video này muộn đó, mà khi mà mình bấm vào mà nó không được tặng đó, thì nó sẽ vẫn được tặng 50 đô nhé. Còn hiện tại thì đang cái Tết nó đang tặng cho 100 đô. Thì sau khi mà chúng ta đã tạo xong được cái con VPS rồi, rất là dễ nha anh em nhé, bấm vào cái link mà mình chia sẻ này. Thì sau này anh em điền email, password, ấn tạo tài khoản, create tài khoản cái là xong. Qua email vào email của mình á, ấn là confirm chưa? Ấn confirm là xong, nó sẽ có một cái email giống như dạng như này. Mình vào mình tìm lại cái email. Nó sẽ có một cái email dạng là confirm cho anh em. Nó là phần nội dung cập nhật. Mình tìm lại nhé. Mình đăng ký cũng khá lâu rồi. Anh em ấn confirm là xong. Đây, nó sẽ có dạng như này. Đấy, confirm active này, chúng ta ấn confirm là xong. Không phải cái này. Đây cái này. Đấy, nó có chữ welcome to này. Chúng ta ấn verify mail. Thì sau khi mà verify mail xong thì chúng ta sẽ login này, login và chúng ta sẽ update cái info của chúng ta vào, thông tin các thứ của chúng ta vào, và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo được cái server riêng. Cái server giờ này rất là hay nhá. Đây là cái giao diện của nó, bên trong nó sẽ như này. Đây mình vừa mới tạo, hôm nọ mình có tạo một con VPS. Anh em nhìn biểu tượng này, tức là cái OS, tức là cái hệ điều hành của nó là Win, và cái lóc cạc của nó là ở Tokyo. Đây là số tiền mà mình đã tiêu. Thì anh em sau khi anh em tạo xong, anh em vào chỗ building này, chúng ta sẽ thấy số tiền ta, như chẳng hạn như hôm nọ thì nó mình hôm nọ mình làm ấy, thì nó sẽ không có cái 100 đô, mà lúc đấy nó chỉ có cái là 50 đô thôi. Thì nạp thêm 10 đô nữa là còn là tổng được ta có 60 đô. Thế như các bạn thì hôm nay thì bên này đang khuyến mại, bên đây là khi các bạn nạp vào á thì các bạn sẽ được, là thứ nhất là sẽ được 100 đô, cái thứ hai cộng thêm 10 đô nữa là được 110 đô. Thế còn anh em nào mà muốn có thêm thì chúng ta có thể vary một số cái thông tin nữa thì nó sẽ tặng thêm 3 đô nữa. Thì vào cái giao diện của anh em thì nó cũng sẽ như giao diện của mình ở đây, anh em chỉ cần điền thông tin building rồi là gì nhỉ, thẻ tín dụng anh em ở đây là xong. Thì anh em nào mà có thẻ tín dụng thì dùng thẻ tín dụng, không có thẻ tín dụng thì dùng có thể dùng PayPal. Đấy, hai cái này là hai cái nó sẽ giúp chúng ta nhận được 100 đô. Còn những cái này thì nó hiện tại giờ là nó không không thưởng cho chúng ta 100 đô đâu đó. Đấy thì đây là cái account limit, tức là chúng ta có thể tạo được 10 con vào một tháng, chúng ta max nó tiêu được 250 đô nhé. Nếu anh em muốn tạo những con lớn hơn thì anh em có thể ấn vào request. Đấy, thế thì đây là cái chỗ để kiểm tra tiền thôi, còn tất cả những cái liên quan làm việc thì nó sẽ nằm ở đây, chỗ sản phẩm này, product này. Để chúng ta vào đây, trong này có rất là nhiều
nhiều tính năng nữa anh em, nhưng mà anh em không nên quan tâm quá nhiều gì cả, nó những cái đấy chúng ta không sử dụng đến, chúng ta chỉ cần mỗi tạo một cái con VPS cho nó dùng thôi. Anh em ấn vào chữ đây, ấn vào đây new server nhé. Thì trong này có rất là nhiều server, chẳng hạn như là Tokyo rồi Singapore, New Zealand rất là nhiều. Đấy, hệ điều hành nhá, ví dụ như mình sẽ ấn vào ASEAN này thì đều có Tokyo và Singapore, thì mình đang chọn Tokyo. Về cái hệ điều hành chúng ta có thể cài rất là nhiều cái, rất là nhiều hệ điều hành trong này. Nếu mà anh em đào coi thì dùng Ubuntu này, hoặc là dùng làm server web của một gì đấy đúng không, rồi Win, đây là cái chúng ta hay sử dụng nhất, giống như máy tính của mình đây này, thì mình chọn là Win đúng không. Có hai bản là bản 2012 và 2016, nó giống như bản Win 7, Win 8 vậy. Thì mình thường thì mình sẽ dùng bản cao này, dùng bản cao này. Thì sau anh em và anh em chọn, chẳng hạn như chúng ta sẽ sử dụng là $20 một tháng là con một CPU đúng không, con 2 CPU, 4 CPU, 6 CPU, tùy nhé. Anh em có $100 anh em tiêu hết thì thôi. Thế nhưng mà theo mình thì anh em nên sử dụng những con nó rẻ thôi. Một cái core này cũng đủ rồi. Một core là tha hồ rồi. Ubuntu thì nó sẽ có nhiều lựa chọn hơn rất nhiều. Thì cái này là dành cho anh em kỹ thuật nên là mình chỉ tập trung vào đây nhé. Win, chọn Ubuntu. À, chọn một CPU, sau đó mình ấn. Ở dưới này thì anh em để ý, nếu mà anh em muốn có một cái mã để chạy tự động thì anh em điền đây, còn nếu mà anh em không rành thì tốt nhất là bỏ hết đi, không phải tích đâu hết. Chỗ dưới server này thì anh em điền vào đây. Cái này thì giống như kiểu là để nó để anh em đặt tên cho nó, để sau này mình biết là cái con máy này tên là gì thôi. Chẳng hạn như là shop 1, shop 2 gì đấy vụ thế, đúng không? Hoặc là máy hả 1, máy hả 2, tùy anh em, cho anh em ấn tạo sao. Đấy, sau khi mà tạo xong thì sẽ chờ một lúc để cho loát, nó chạy, nó loát một lúc, nó cài xong thì nó sẽ hiển thị ra như này. Đấy, hiển thị này. Con này thì mình tạm thời không dùng nên mình stop lại, thì mình sẽ reset nó lại đây một phát là xong, reset nó lại cho nó về phiên bản gốc, chỉ đợi nó cài lại thôi. Thì để mà chúng ta có thể truy cập vào đây được, có phải là giống như là giống như là chúng ta sử dụng cái TeamView hay UltraView thì chúng ta cần mật tài khoản và mật khẩu đúng không? Thì cái này anh em chỗ này cho mình, anh em vào chữ remote desktop connect này. Đấy, máy tính nào cũng có cái này nhá. Mở lên thì cái cột đầu tiên nó sẽ yêu cầu mình là điền IP. Cái cột sau khi mà điền IP xong thì đi vào bên trong thì nó sẽ yêu cầu mình điền một số thông tin như là tài khoản và mật khẩu. Thì sau khi mà điền xong thì nó như là một cái máy tính này chúng ta điều khiển. Thì cái ứng dụng của nó rất là nhiều, như anh em có thể sử dụng để chúng ta cài các loại tool công cụ chúng ta test này. Thứ hai chúng ta có thể đặt đơn ảo này, cái thứ ba chúng ta để cài để chúng ta nuôi này, ví dụ như chúng ta nuôi nhiều nick, hoặc là chúng ta cài những cái phần mềm quản lý ní shop ví như là Auto Shopee này kia ở trên máy ảo này, thì nó sẽ online liên tục. Cái này online liên tục nhưng không bao giờ tắt luôn. Không là tắt luôn nên là dù anh em có tắt máy tính của anh em đi thì cái này vẫn chạy. Đấy, nó hay ở chỗ đấy. Thì anh em đăng nhập thì anh em chỉ việc copy, đây là cái IP này, đây là tài khoản này, đây là username này, đây là password này. Đấy, anh em copy vào là xong. Thì mình sẽ connect thử. Ngoài máy này biết cài không chưa? Rất là dễ thôi. Cái này ứng dụng nhiều, nếu mà anh em nào mà dân mà vào ô như tụi mình thì biết khá nhiều rồi. Ứng dụng quá nhiều cái hay hoa luôn. Đợi đi sát. Thì anh em sau khi mà anh em đăng nhập vào thì giống như máy tính bình thường thôi, thì lúc đó để anh em sử dụng nhá. Thì mình chỉ hướng dẫn đến đây thôi. Thì sau đây anh em nào mà cần chi tiết hơn thì có thể nhắn tin lên fanpage mình support thêm được nhá. Đấy, thì trong này nó có một số cái, ví dụ như anh em muốn lấy thêm $3 nhưng mà ấn vào đây. $3 thì chúng ta vary tàu Twitter này, follow cái tàu Twitter của nó này. Xong thì ấn vào cái gì about này cũng được này. Ấn vào cái giới thiệu như thế. Nó được $1 nữa là tổng được $3. Thì tổng anh em được $113. Ngày xưa bọn tụi mình chỉ được 25 mà bây giờ nó tăng. Vừa rồi mình có đợt khuyến mại nên mình đăng ký luôn thì được 50. Thế nhưng mà không ngờ là mai Tết thì nó lại tặng thêm tận 100. Đấy, thì anh em nào cần thì mình sẽ để đường link ở bên dưới cái video, hoặc là anh em qua fanpage mình sẽ anh em sẽ thấy nhá. Fanpage mình để sẵn này. Đây này, mình bài nãy mình vừa đăng này, mấy phút trước, hoặc là trên tường cá nhân của mình nhá. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở một video sau nhá. Bye bye.